What's up? Xin chào anh chậm anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Các bạn đã thấy ở trên bàn mình đây đang là một cái bộ Sweet Tester. Đó, bấm rất là sướng. Con này của cài box nha các bạn. Dòng cài box bấm rất là kêu. Đó. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ không đi review về cái sản phẩm này nhé. Mình sẽ để sang một bên. Thì hôm nay mình sẽ cùng review cho anh em một cái bàn phím cũng khá là đặc biệt. Các bạn có biết về cái thể loại bàn phím mà một tay không? Bàn phím siêu gọn mà các bạn có thể mang đi khắp mọi nơi mà chỉ nhỏ bằng trong lòng bàn tay thôi. Thì trước đây mình đã có review một con rồi, đó là con Aula Control. Thì hiện tại bây giờ bên mình đang có một phiên bản khác, và phiên bản này nó giá nó khá là rẻ, cũng là bàn phím cơ luôn và cũng là dạng một tay. Đó. Đây chính là chiếc bàn phím một tay của thằng FreeWoop với cái mã đó là FreeWoop K9. Và nó cũng là bàn phím cơ luôn, và nó cũng chỉ rất là nhỏ gọn thôi. Đây, bằng một cái bàn tay của mình thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi mở hộp chiếc bàn phím này nhá. Let's go. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn sơ qua cái hộp của nó. Ở ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình bàn phím in ở ngay đây. Xung quanh sẽ là hỗ trợ màu đen hết. Đó, tất cả là màu đen, không có số thông tin nhưng mà toàn là tiếng tàu thôi. Đấy, không có gì đặc biệt cả. Đấy, mình sẽ cùng mở hộp luôn. Cái hộp của nó cũng khá là nhỏ, giống như là một cuốn sổ vậy. Đấy. Đấy. Sau khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy là chiếc bàn phím nằm gọn ở giữa và được đệm xung quanh bằng những cái lớp mút để chống va đập. Và dưới này thì chúng ta còn một cái cuốn kiểu âm chân kinh nữa. Mà đất tích cuốn này thì hiện tại người Việt Nam mình chưa có đọc được. Nếu không thì sẽ tu luyện thành chín quả đấy. Ok, chúng ta sẽ bỏ hết tất cả những thứ vớ vẩn này ở cầu bên. Rồi, và đây chính là chiếc bàn phím FreeWoop K9. Các bạn có thể nhìn thấy cái kích thước cực kỳ nhỏ gọn của nó này. Đó. Nếu mà chỉ dài thì nó chưa dài, dài khoảng một găng tay thôi, chưa đến một găng tay nữa. Và cái bề ngang của nó thì khoảng bằng nửa găng tay thôi, nó hơn nửa găng tay một xíu. Đấy. Vậy mà nó vẫn tích hợp đầy đủ các cái chức năng của một chiếc bàn phím mà có thể chơi game được. Đầu tiên là các bạn có thể thấy một cái kê tay rất là nhỏ gọn ở phía dưới này, và nó được làm vân sần lên. Đó, cái họa tiết sần để chống trơn trượt. Ở đây chúng ta sẽ có logo hình đầu con sói ở dưới này, và nó cái logo này sẽ là phát sáng nếu khi mình cắm đèn vào chiếc bàn phím này nhá. Ở phía bên cạnh bên này, đó, cái ba cạnh thì chúng ta sẽ thấy có một cái dải màu trắng này, chính là dải đèn LED. Tí nữa mình sẽ bật cho các bạn coi. Cái độ dày của con phím này thì cũng thuộc dạng là khá là mỏng. Mình thấy cái độ nghiêng của nó không có nghiêng cho lắm. Ở là mặt sau thì chúng ta sẽ có bốn cái phít để chống trơn trượt, và có một cái đệp can của nhà sản xuất, thế thôi. Về cái phần dây cáp của nó thì sẽ là hoàn toàn bằng dây nhựa, và nó làm cũng khá là cứng chứ không có phải thuộc dạng dây mềm. Ở đây chúng ta sẽ vẫn có cái đầu chống nhiễu và cổng USB, USB Type-A. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống phím ít thôi chứ không nhiều. Nó chỉ gồm có 1, 2, 3, 4, 5 và phím Q, W, R, T, A, S, D, F, G, X, Z, C, V, B. Và một số phím như tab này, cắt lóc này, shift mà nút control FN, alt tab, và đặc biệt là nút cắt. Đây là một trong những cái nút mà mình thường xuyên sử dụng để chơi game, nút ESC nữa. Thì các bạn thấy là những con bàn phím nhỏ gọn như thế này nó sản xuất ra không phải là dành cho tất cả các đối tượng, mà nó chỉ dành một đối tượng rất là hẹp thôi. Những cái đối tượng nào mà thường hay di chuyển cũng như là thích mang ra những cái quán net mình ngồi mình chơi á, mà những quán net thì lại sử dụng những cái bàn phím rất là bình thường, thì mình sẽ mang cái này đi rất là gọn gàng, thì mình cắm vào là mình sử dụng luôn. Một cái đặc biệt nữa là con này đang sử dụng đó là Blue Switch. Đây. Đấy, các bạn có thể thấy đây là Blue Switch, và Blue Switch này cũng do hãng chế tạo luôn. Nó cũng có tiếng clicky khá là lớn, lực bấm rất là nảy. Và cái hệ thống của đèn LED của em này sẽ là hệ thống đèn LED Rainbow. Đó, tức là mỗi hàng sẽ là một màu. Và cây cáp của nó sẽ là cây cáp double shot nha các bạn. Và các bạn biết đấy, cây cáp double shot thì nó sẽ không bao giờ phai chữ, cũng như là đèn LED có thể xuyên qua được rất là đẹp. Rồi,
Hay chúng ta sẽ còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ sang cái phần test của em này nhé. Ok, mình đã tắt hết đèn đi và cho các bạn xem cái hệ thống đèn led của em này. Đó, các bạn thấy là hệ thống đèn led rainbow, mỗi hàng một màu như thế này. Nó sẽ có các màu trải dài từ trên xuống dưới. Đó, và đặc biệt hơn là cái logo của nó cũng sáng đổi màu luôn ở phía dưới này. Đó, sáng 7 màu nhìn rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ đi sang cái đầu tiên, đó là cái led trên bàn phím trước nhé. Thì cái led này chúng ta muốn thay đổi thì chỉ việc ấn là FN cộng với lại nút EC để mà mình đổi các chế độ led. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ thử trước. Đó, đây là cái chế độ bấm mà nó sẽ tỏa ra, nhưng mà lại là tỏa theo kiểu là có sóng màu đen. Đó, nhìn cũng khá là hay. Mình bấm nó sẽ tỏa ra. Rồi chế độ tiếp theo thì chúng ta sẽ ấn FN cộng EC để thay đổi. Đó, chúng ta sẽ sang cái chế độ đó là bấm tỏa ra, nhưng mà lần này nó sẽ ngược lại một chút. Mình bấm nó sẽ tỏa ra màu theo đèn led. Bấm ở đâu nó sẽ tỏa từ đấy ra, nhìn khá là đẹp. Chế độ của nó cũng rất là mượt mà. Ấn FC lần nữa. Lần này sẽ là chế độ bấm tỏa ra nhưng theo hàng ngang. Đó, khi mình combat thì cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến chế độ đó là bấm phím nào sáng phím đó. Rất đơn giản. Rồi, tiếp theo sẽ có chế độ breathing, tức là nó sẽ chớp tắt. Rồi, chúng ta sẽ có chế độ hình con rắn, tức là cái chế độ này thì nó sẽ chạy theo hàng từ trên xuống dưới. Rồi, chúng ta sang chế độ đứng im, tức là sẽ sáng toàn bộ bàn phím. Rồi, và tiếp theo sẽ là chế độ waving, tức là nó sẽ có gợn sóng chạy qua bên tay phía bên tay phải. Ở đây thì chúng ta có thể ấn FN cộng số 4 để giảm độ sáng và FN cộng số 3 để tăng độ sáng. Rồi, chúng ta đã đi qua toàn bộ các chế độ led của con này phía trên mặt phím. Nhưng mà cái đặc biệt của con này lại là led đến từ phía bên hông. Đó, để mình xoay qua cho các bạn coi. Đấy, đấy chính là cái hệ thống đèn led đó, ở dải xung quanh như thế này. Mặt bên này nó cũng có luôn. Đó, tức là nó sẽ gồm 3 dải đèn led từ 3 phía. Đó, phía bên trái, bên phải và bên trên đấy. Và nếu như mà các bạn muốn chỉnh chế độ led của cái led bên hông này vẫn cũng được luôn. Rồi, để mà chỉnh cái đèn led này thì chúng ta chỉ cần ấn FN và Antalat thôi. Thì nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ tắt hoàn toàn và hai là chế độ sẽ là chế độ chớp tắt. Và mỗi lần chớp tắt như vậy nó sẽ thay đổi 7 màu. Đấy, các bạn thấy không, mỗi lần chớp lên tắt xuống nó sẽ tự động đổi màu luôn. Đó là một trong những cái đèn led khá là đẹp. Đặc biệt là nếu để chơi trong buổi tối thì cái đèn led hắt ra xung quanh nhìn rất là sáng và cực kỳ đẹp. Đó, đó chính là cái phần đèn led của em này. Bây giờ chúng ta sang cái phần không kém quan trọng, đó là cái phần tép, cái tiếng gõ của em này nhé. Ok, mình đã chuyển cái mic sang lại gần chiếc bàn phím hơn. Bây giờ mình sẽ thử cái cảm giác gõ cũng như là cái tiếng gõ của em này nhé. Thì tất nhiên đây là bàn phím một tay thì mình chỉ có thể sử dụng một tay để thao tác mà thôi. Đây. Đó, các bạn thấy tiếng clicky của nó tuy rằng không phải là thuộc dạng quá to, tuy nhiên mình vẫn có thể nghe tiếng clicky của nó. Và con này bấm thì thuộc dạng cũng rất là nảy, mình bấm có cảm giác rất là sướng và không có cái kiểu mà nó lỏng lẻo nữa, mà nó chỉ có cảm giác khá là chắc chắn. Và vì là gõ cô bằng một tay cho nên mình có cảm giác cũng hơi hụt hụt một chút, có lẽ là do mình quen gõ hai tay rồi. Đó, và cái cảm giác của gõ của con này thì mình tóm lại là khá tốt trong cái tầm giá như thế này. Ok, vậy là mình đã vừa đi qua đánh giá sơ chiếc bàn phím một tay FreeWorks K9. Thì với con bàn phím này mức giá của nó dao động khoảng tầm 600 ngàn mà thôi. Rất là rẻ so với những cái hãng mà đang làm phím cơ một tay với cái giá gọi là trên trời dưới đất đấy. Thì mình thấy con bàn phím này khá là ổn rồi, nếu như những bạn nào mà ưa thích dòng bàn phím mà chỉ mang đi nhỏ gọn như thế này. Và cái bàn phím này còn có một cái lợi thế nữa, đó là cái không gian của nó sẽ cho phép mình sử dụng chuột rất là tốt. Đây, thì nếu như mà các bạn sử dụng thêm một con chuột nữa thì các bạn có thể di chuột thoải mái luôn. Rất là rộng rãi ở phía bên này. Rất là phù hợp với những cái bạn nào mà sử dụng game FPS. Thì những người sử dụng chơi game FPS thì chỉ sử dụng vài ngón mũi tên và các nút để mình đổi vũ khí thôi.
đó, và nút cắt nữa thôi. Rồi, vậy tiệu chung lại về con bàn phím này thì mình thấy đây là một chiếc bàn phím độc lạ và cũng ít có hãng nào mà sản xuất. Hiện tại thì chỉ có rất ít những thằng nào mà sản xuất cái loại bàn phím như thế này, và giá thành của nó cũng khá là ok. Nếu như mà các bạn nào mà ưa thích tính cơ động thì có thể mua một con về chơi thử. Và nói chung thì nó vẫn mang lại cái cảm trải nghiệm rất là tốt đối với những con bàn phím cơ giá rẻ như thế này. Thôi, nếu mà các bạn thấy hay, bạn hãy comment ở phía bên dưới cái phần video này. Nếu mà các bạn muốn mua thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả. Và đặc biệt hơn là nếu các bạn mua trên Shopee sẽ được free ship luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe ủng hộ mình đấy. Bye bye.